Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người thấy đây là một cái chiếc TV. Hiện tại thì mình đang bật chế độ 4K đó mọi người. 4K thì mình sử dụng cái cộng lan. Cộng lan này mọi người thấy cộng lan chưa? Chuyền qua cộng lan nè. Đó. Cái đầu của nó là cái đầu RX. RX mình cắm vào đây. Ha. À, còn cái đầu kia thì mình cắm vô cái laptop. Thì cộng dây này là cộng dây lan. Cộng dây lan nha. Có thể cộng dây là tốt, có thể là chuyền được là 30m mọi người. Có thể dài hơn nữa một tí nữa ha. Cái đầu này chuyển rất là tốt nha mọi người. Mà cộng dây này rất là dẻo nè mọi người thấy không? Độ bền cao, giờ nếu mà khu vực nào cũng có máy tính thì cũng có bấm mạng được hết nè mọi người. Đây là chế độ 4K, mọi người thấy chưa? Chế độ 4K đây. Đó, mình sẽ quay lại cái laptop cho anh em xem nha. Chế độ 4K anh em rất là chi tiết đúng không? Chuyền rất là tốt nha anh em. Cái đầu chuyển tội này mình cho nó 10 điểm luôn. À, rồi đây là chế độ mà trong cái laptop nè mọi người. Chứ đây là chế độ 4K hiện mình đang bắt nha. À, chế độ 4K mình đang bắt. Đây mình thấy không? 4K. Rồi đây là cái đầu TX. TX thì anh em cắm vô cái đầu laptop nha. Đó. Thì một cái cộng dây này và một cái đầu, hai cái đầu này thì giá của nó rất rẻ thôi mọi người, hơn 400K thôi. Bảo hành cho mọi người 1 năm về cái đầu ha. Dây này thì không bảo hành cho mọi người. Hư thì mọi người bấm thôi ha. Rồi. À, anh em nào mà quan tâm tới cái sản phẩm này anh em có liên hệ trực tiếp nha. Để có gửi hàng ship hàng toàn quốc cho mọi người nha.